Rồi em có đi thực tập ở gara, rồi cũng ăn uống rồi thất thường, rồi có khi cả bỏ bữa luôn cơ. Đó thì thời gian là sau cuối cùng là bị đau dạ dày, bị đau dạ dày tầm 1 2 tháng gì á đó. Rồi cũng vô đây qua qua PDS chơi rồi xong cũng được chị Xuân giới thiệu, rồi chị cũng biết là chị giới thiệu cho cái protein là cũng dùng uống thử, là kết hợp với canxi nữa. Thì mỗi lần mà đi làm á, sáng sáng là cứ mang một cái bình chiết đi, bỏ cái bình này cứ như chị Nga có chiết vào một cái bình nhỏ đó, thì em cũng có chiết vào bình đó rồi mang đi làm. Thì cứ mỗi lần sáng là sẽ pha một muỗng uống trước khi đi, rồi tới trưa trưa thì trước khi ăn trưa thì sẽ uống một muỗng nữa với lại một viên canxi, và cứ thế 3 buổi, sáng trưa tối, tối về cũng uống. Thì lúc đầu em cũng nghĩ là chị kêu uống vậy uống thôi, giờ thì cũng chưa có trải nghiệm thì cứ uống dần 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 vậy á, rồi cứ ngày trôi ngày tầm 1 tháng á thì tự nhiên cái thấy nó không có còn đau nữa, kiểu như mình không có để ý là nó có tác động với mình hay không, mà tự nhiên nó mất nào hay, nó hết lúc nào cũng hay luôn đó, đặc biệt là cái đó mà uống uống dần rồi đó, tự nhiên là thấy tự nhiên để ý là sao giờ hết đau bụng nữa rồi ta, mà mỗi lần nó đau khó chịu lắm, đau mà nó tức lên cái phần lồng ngực nữa đó. Thì cứ mỗi lần đau như vậy cái là em lại pha một ly em uống vô mà nó dịu ngay lập tức luôn á. Thì như người có nghe chị nghe 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 chia sẻ đó thì nó có tỷ số miligat bằng 1 đó, nên sẽ hấp thụ rất là nhanh, nó vào cơ thể mình nó sẽ hấp thụ liền luôn đó, nên em cảm thấy nên lúc đó nó cảm thấy nó dịu cái bao tử mình liền. Thì cứ duy trì vậy trong vòng 1 tháng thì cuối cùng cái là nó hết nào hay nó, thì đó là cái trải nghiệm của em với cái đầu tiên và cảm thấy tác dụng nhiều nhất.